Người ta nói cuộc đời là những chuyến đi, nhưng có những đứa trẻ mà chuyến đi đầu đời của em lại mang theo nhiều lo lắng. Đó là Tuệ Minh, cậu bé hiền lành với một bên mắt không còn hoạt động. Bên còn lại giác mạc cũng đã đào thải sau 2 lần ghép. Thì đây là cơ hội cuối cùng của em. Tương lai của cháu còn rất là dài. Ba cũng muốn cháu có ánh sáng để đến trường giống như ba bạn nhỏ khác. Một hành trình mới lại bắt đầu. Nhưng ở nơi đất khách quê người, những gánh lo về nơi ở, ăn uống, đi lại và một phần viện phí đã được san sẻ bởi chị Nguyễn Thị Thảo Hương, người phụ nữ gốc Việt với tấm lòng hướng về quê hương. Cuối năm 2016, mình thấy có một cái gia đình đưa bé sang Singapore điều trị, có sự tiến triển nhưng gia đình lại không đủ điều kiện để theo cái quá trình điều trị. Thì mình thấy vậy mình mới chia sẻ với mọi người có thể trao gửi qua cho mình thì mình sẽ đến trao tận tay cho gia đình. Và từ đó mình đã thành lập ra cái tổ chức là Children and Innocent để giúp các trẻ em sang Singapore điều trị. Vậy là từ khi Children are Innocent, những đứa trẻ vô tội được thành lập. Bên cạnh công việc ở công ty, chị Hương vừa là một người kết nối, quyên góp tiền từ các mạnh thường quân, vừa là một quản gia tại ngôi nhà chung, một hướng dẫn viên du lịch, một phiên dịch viên và một kế toán với các khoản thu chi viện phí có khi lên tới vài tỷ đồng. Mỗi người chia sẻ một ít, họ kêu gọi phụ cho con 5-10 triệu, 20 triệu thì cứ nhiều người gộp lại thì sẽ được nhiều, như là làm dâu trong họ vậy. 5 giờ sáng, hôm nay là ngày mổ của Tuệ Minh. Tất cả mọi điều kiện đều đã sẵn sàng để chuẩn bị đưa em đến lần mổ quyết định. Con mắt sáng lại, chỉ còn cách đó vài tiếng đồng hồ. Sau khi phẫu thuật xong thì bác sĩ kêu là mọi thứ đều rất là tốt đẹp. Ca phẫu thuật thành công. Rất là biết ơn tới tấm lòng của chị Thảo Hương cũng như các mạnh thường quân đã giúp cho con có được cái ca ghép thành công như ngày hôm nay. Sẽ còn phải chờ đợi một thời gian để Tuệ Minh có thể nhìn lại giống như những bạn bè đồng trang lứa. Hành trình còn tiếp tục ở phía trước với cả em và nhiều gia đình khác. Và song hành cùng đó vẫn luôn có một người mẹ thứ hai mang tên Thảo Hương.